qua này tôi nói là tôi đi xem club đó ừ. thì thấy uh, cái số người mà không đeo khẩu trang à nó đã, lần đầu tiên mình nhìn thấy là vượt qua những người đeo khẩu trang tức là sau một thời gian đó thì người ta đã chích ngừa đầy đủ hay là người ta đã tự phòng vệ cho mình được những cái uh, lây bệnh như, nhà kia rồi bây giờ thêm cái nữa là đã nới lỏng ra cái lệnh đeo khẩu trang cho nên có nhiều chỗ bây giờ không bắt buộc đeo khẩu trang rồi đi vào. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì tới cuối ngày, ngày thứ tư thì CDC đã đề nghị với lại TSA tức là cơ quan quản trị hàng không đó là bắt buộc phải đeo khẩu trang nếu quý vị giờ đi bằng máy bay, xe lửa và xe buýt ở trong nước Mỹ cho tới ngày 3 tháng 5. À, sở dĩ họ thêm cái khoảng thời gian này nữa Là tại vì à, với cái biến thể BA2 à, Coronavirus Trung bình 7 ngày Ở Hoa Kỳ đã có những con số Cho thấy là cái xu hướng nó đi lên Nó tăng thêm đó Rồi số người nhập viện, số người tử vong Có liên quan tới cái vi khuẩn BA2 cho nên họ nói là Cần thêm thời gian để thu thập thông tin Để đánh giá tình hình Cái con vi khuẩn mới này nó như thế nào à, Hiện tại ở nước Mỹ Một ngày thì có khoảng trên 30.000 ca nhiễm mới một ngày đó quý vị nha. Trên 30.000 ca nhiễm mới. Hầu hết ở gần hết một nửa số tiểu bang ở Hoa Kỳ này đều có những cái dấu hiệu đi lên cho nên họ muốn nói rằng là thêm thời gian nữa để chúng tôi định hướng coi là cái con biến thể BA2 này nó nguy hiểm tới mức nào. Có cần phải không phải đeo khẩu trang khi mà di chuyển bằng phương tiện công cộng nữa hay không, xe lửa, xe buýt, máy bay. Đó thì họ gia hạn thêm cho tới ngày 3 tháng 5 nhưng mà cái này đó là tại vì bên um, TSA là cơ quan quản trị hàng không đó, họ đang muốn chấm dứt là họ mới hỏi ừ. à bên CDC là bây giờ như thế nào, bây giờ là chấm dứt không cần đeo khẩu trang khi lên những phương tiện này nữa hay không đó thì bên CDC nói là nên gia hạn thêm uh, từ bây giờ cho tới ngày 3 tháng 5 tức là khoảng 2 tuần để cho họ đánh giá coi là cái con BA2 này nó nguy hiểm tới mức nào.